em cất tiếng hát lên. Ta nghe trái tim ta rực nóng, lòng chợt đau từng nỗi hoài mong. Chuyện buồn vui chia ly trùng phùng. Khi em cất tiếng hát lên, đàn năm xưa vang khúc tình ca. Lời yêu đương nghe vẫn xa quá xa, từ bên kia hình bóng quê nhà. Em vẫn hát cùng ta tình yêu thiết tha, tình đang đắm say bỗng chia xa sau đêm phong ba. Em cất tiếng hát lên, em đâu biết em đang đợi khóc cuộc tình ta bên kia đại dương. Từ bao năm ngăn chia đôi đường, khi em cất tiếng hát lên, em rêu xanh quên bước hẹn xưa. Tình mong manh phai úa theo nắng mưa, lời chia tay chim lặng bao mùa. Ngày hôm nay thì Thanh Tâm Audio lại gửi tới các bác một chiếc đài. Một chiếc đài đến từ thương hiệu Aiwa. Chiếc đài này thì được Thanh Tâm Audio mua về với hình thức đó là có thùng xốp và hàng đẹp xuất sắc. Đây là một trong những dòng đài với cái tính năng đa nhiệm, để các bác có thể vừa khai thác ở trên cái khả năng chơi nhạc từ băng cassette, băng tape ngày xưa các bác nhá. Và cái thứ hai nữa, ở trên con đài này nó sẽ có tích hợp thêm cả tính năng nghe nhạc từ CD. Và ngoài ra thì bản chất của một con đài thì chắc chắn nó sẽ có tính năng bắt được sóng AM cũng như là FM. Và các bác đang nhìn thấy đây là chiếc đài Aiwa XGE16, một chiếc đài với màu bạc. Và khi các bác nhìn vào một chiếc đài với cái thiết kế cổ điển ngày xưa ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy ba cái khoảng. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái mô đun đài có thể gắn liền lại hoặc có thể tách rời ra với ba cái cục. Đó là một cục trung tâm là tích hợp ampli cũng như là những cái nguồn chơi, những cái tinh chỉnh tùy chọn được thiết kế ở cục giữa hết. Còn hai cái cục hai bên là cặp loa. Loa của Aiwa XGE16 thì các bác nhìn thấy đó là sở hữu loa hai đường tiếng bass đường kính 12 tép, được thiết kế ở bên trong cái A-căng bằng nhựa. Con này thì còn nguyên cái tem dán ở ngoài cái mặt loa ở đây các bác nhá. Và con đài Aiwa này thì hình thức màu bạc với cái khả năng chơi nhạc cũng như là diễn giải được những cái dòng nhạc cổ qua cái tính năng băng cassette rất là hay. Con này cũng có cả thêm cái tính năng CD ở mặt trên nữa, đọc rất là tốt các bác nhé. Và chúng ta cũng có thể tháo rời hai cái modem loa hai bên ra. Ở con đài thì cũng sẽ có quai sách. Đặc biệt con đài Aiwa này thì sẽ có cả cái hộc để các bác có thể nắp pin các bác nhé. Em nhớ cái thời điểm ngày xưa, những cái thập niên 80 ấy, là có những con đài này là nó rất là hot đây này. Tại vì ngày xưa nó hay có bão gió ấy, thì bão gió thì sẽ mất điện. Mất điện thì chúng ta sẽ sử dụng cái đài này để nghe cái thông tin dự báo thời tiết, thông tin bão bằng cách đó là nắp những cái pin con thỏ vào đây. Phía sau của đài thì sẽ có chạm của cầu ra loa, dạng dây dạng kẹp và nguồn vào. Con này thì là hàng xuất cho hàng nội địa cho nên là nguồn điện sẽ là 100V. Về cái hình thức của nó thì đánh giá khoảng 98%, một con đài rất là đẹp các bạn nhé. Lúc em mua về thì là hàng có thùng xốp đấy các bạn, có cả thùng xốp đấy. Và mức giá con đài này thì rất là êm thôi, 5 triệu rồi các bạn nhé. 5 triệu này các bạn đã sở hữu Aiwa XGE16. Em bán chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Bạn nào quan tâm về cái đài Aiwa này thì có thể liên hệ ngay tới một trong hai đầu số của bên em. Đó là về các cổng kết nối cũng như là những cái thông tin mặt sau. Chiều rộng của đài thì sẽ khoảng tổng thể modem nó sẽ rộng khoảng 60, chiều cao sẽ là 20, chiều sâu cũng là 20 các bác nhá. Ở mặt trước đây thì chúng ta sẽ có những cái phím bấm tùy chỉnh, thì gần như là không có cái ngôn ngữ tiếng Anh đâu, toàn là tiếng Nhật hết, tại vì hàng nội địa mà. Tuy nhiên ở đây thì các bác nhìn thấy hai cái hộc băng, hai cái khay băng. Bên này thì chúng ta sẽ có cả cái bên này hộc, bên này thì có thể ghi được, thu được các bác nhé. Còn bên này sẽ là chơi. Và các bác nhìn thấy đó là cái cụm điều hướng của play băng ở bên này ấy, thì chúng ta sẽ nhận biết bằng cách đó là nhìn vào cái biểu tượng của nó. Ví dụ như đây là sẽ là phát này, tua ngược, tua tiến, stop cũng như là ra băng, và đây là tạm dừng này các bác này.
Đó. Thì cái này nó sẽ là có cái biểu trưng ở đây rồi. Nút thì chúng ta không cần quan tâm cái chữ tiếng Nhật này nữa, thì chúng ta chỉ cần thao tác theo đúng cái biểu trưng thế thôi. Còn về phần ở trên mặt trên ấy thì em sẽ giới thiệu qua các bác một chút nhá. Ở đây là cái tăng giảm âm lượng. Các bác có thể chạm vào cái cần gạt này, tăng giảm âm lượng này. Ở đây là đổi tính năng từ sóng FM sang AM, nó cũng có một cần gạt sóng riêng ở mặt trước. Ở đây chúng ta sẽ có ba cái tính năng. Đây là nút bật tắt nguồn này. Đây là nút đài này, muốn chuyển về FM thì bấm vào đây, muốn chuyển về CD thì bấm vào đây. Còn cái con đầu băng này này, khi chúng ta tắt nguồn đi, khi các bác tắt nguồn đi thì bản chất cái hoạt động của băng ấy là khi chúng ta tắt nguồn nhá, thì chúng ta chỉ cần ấn play ấy, là nó sẽ vào cái chế độ băng luôn, tại vì là cái nút này nó liên quan đến hai tính năng. Đó, chỉ cần ấn play ở băng thôi. Còn về phần CD thì các bác muốn chơi CD thì các bác phải chuyển sang phần CD. Ví dụ như đây là chúng ta sẽ chuyển về phần CD, máy sẽ bắt đầu tiến hành nhận đĩa. Đó, nhận đĩa và nó sẽ hát. Đó. Chúng ta cũng có thể tiến bài, lùi bài, play, tạm dừng cũng như stop ở đây. Các bác nhìn thấy cụm này chưa? Còn ở đây thì chúng ta sẽ có một vài ba cái nút này này, là ba cái tinh chỉnh của ba cái equalizer khác nhau, ba cái giải tần setup âm thanh khác nhau, thì các bác có thể tùy chọn theo cái sở thích của mình. Còn ở đây chúng ta sẽ có một cái nút này là nút play, replay, có nghĩa là nạp lại một bài đó hay là nạp lại cả album, thì thường chúng ta sẽ để chạy xuôi thì chúng ta sẽ bật nút đó lên. Ok. Còn về cái FM dò sóng thì đây sẽ có một cái con nan ở trên này để các bác có thể dò sóng. Các bác khi mà các bác nghe đài thì các bác kéo cái râu sóng anten của nó ở trên ở đằng sau ra. Sau đó chúng ta sẽ dò tín hiệu theo cái tần số của đài Việt Nam, bắt đến ở đây các bác có thể nhìn thấy là bắt đến kênh 95 này, FM này. Đó. Và bên này thì chúng ta sẽ có một cái đường 3.5 ra tai nghe và một đường aux in để kết nối điện thoại. Đây là cái tăng giảm của tai nghe các bác nhá. À, em xin lỗi, cái này là mic vào và đây tai nghe ra. Rồi. Đó là về phần những cái tính năng trên con đài Aiwa này. Nếu mà bác nào mua về mà khó thao tác sử dụng, hoặc là các bác cũng có thể sử dụng một cái phần mềm rất là hay ở trên cái điện thoại của chúng ta, để các bác có thể sử dụng những cái con máy bên Nhật mà các bác không biết về ngôn ngữ ấy. Các bác tải giúp em cái phần mềm, đó là phần mềm Google Dịch này. Và các bác sẽ để cái phần dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt, và các bác vào cái phần máy ảnh. Bác phần máy ảnh thì các bác nó sẽ dịch trực tiếp luôn. Tuy nhiên thì nếu mà chi tiết hơn, các bác ấn chụp ảnh lại. À, khi các bác chụp ảnh lại thì nó sẽ dịch cho các bác luôn. Cái chữ nó sẽ có thông tin chữ như nào này. Các bác nhìn chưa? Chức năng này, băng đài CD này. Còn là muốn dịch cái cụm bên này này, chụp cái cụm bên này này. À, nó sẽ dịch cho chúng ta xem. Đó là thể loại âm nhạc, nhạc pop này, nhạc ra này. Đó, như em đã chia sẻ với các bác cái trong khung hình đầu video đấy. Đây, chúng ta sẽ tạm dừng chế độ đĩa để chuyển về chế độ băng. Chế độ băng thì các bác bấm về cái đầu tiên và bấm play băng là sẽ hát thôi. Nói chung con này thì là một con đài rất là hay, với tầm giá đầu tư là 5 triệu hàng có thùng xốp. Thì đây là một trong con đài mà các bác có thể trải nghiệm lại những cái âm thanh xưa, những âm thanh cổ, đặc biệt là các bác yêu thích cassette cũng như băng tape. Thôi Thùy ơi và tình ơi.
chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm. Tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Người ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững. Đứt cuộc tình đầu thì bây giờ về đâu? Cuộc đời khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thùy ơi và tình ơi, như loài chim bói ca trên cọc nhọn trăm năm. Tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Người ơi và tình ơi, đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào. Cắt đứt cuộc tình đầu thì bây giờ về đâu? Thì bây giờ về... Nếu mà quan tâm tới chiếc đài Ai Qua này có thể liên hệ tới một trong hai đầu số của bên em. Xin cảm ơn.